Nhiên chào cô bác anh chị em. Hôm nay Nhiên làm một clip này để mà nói về cái gia đình Cấn Thị Thiêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Thì vừa qua thì Trịnh Bá Khiêm và cái bọn phản động lưu vong ở nước ngoài và một số bọn phản động trong nước, thì nói là Trịnh Bá Khiêm nói là thằng Trịnh Bá Tư là tuyệt thực 20 ngày. Thì cô bác anh chị em á, chứ đã thấy rồi, cái bọn phản động này nó có một chiêu trò y như một cái lũ phản động đi trước, là gọi là cái bọn phản động đi trước là bọn gọi là gì, lợi dụng chính trị á, cơ hội lợi dụng chính trị là bọn phản động đi trước. Thì buông ra chúng là chống phá đảng nhà nước, xuyên tạc đất nước chúng ta, rồi tiếp tay cho bọn phản động nước ngoài để chống phá nhà nước chúng ta. Khi mà bắt chúng rồi á, thì bắt đầu cái bọn phản động ở ngoài tung tin lên là chúng tuyệt thực. Thì y như thằng Trịnh Bá Khiêm. Thì qua clip này thì Nhiên cũng đưa những cái gì mà cái bọn gọi là những cái lũ phản động già đi trước, để mà cho cái lũ phản động tiếp theo sau như thằng Trịnh Bá Khiêm á, con của nó, để mà học cái cách là tuyệt thực. Mời cô bác anh chị nghe nha. Điếu cày nè, rồi trong nhưng cải tên những cái hơi sao nè anh chị, cũng như là Cù Hy Hà Vũ ha, nhưng rồi Hải Điếu Cày đến Trần Quỳnh Duy Thức. Nhờ những thành phần này là những thành phần chống đối đảng nhà nước ta, thì những cái chiêu trò của bọn chúng là tuyệt thực. Hả? Những chiêu trò của chúng là tuyệt thực nha cô bác anh chị. Cái này có camera sao không ta? Thưa quý vị và các bạn, tuyệt thực, một trong những chiêu trò vốn không còn xa lạ của các đối tượng chống đối trong quá trình thụ án tại trại giam. Khi còn chưa dính vào vòng lao lý, họ là những kẻ tích cực tham gia các hoạt động kích động, chống đối, xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để khi đối mặt với bản án thì kiếm cớ tuyệt thực, vu khống cán bộ, vò tìm bịa đặt nhằm kích động các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tạo cớ cho sự can thiệp của nước ngoài vào Việt Nam. Và một lần nữa, sự thật lại được bóc trần trước thông tin Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tại trại giam số 6, tỉnh Nghệ An. Hai bà con cô bác anh chị nghe. Giữa tháng 6 năm 2013 tại trại giam số 5 tỉnh Hòa. Lúc này Cù Hy Hà Vũ đang thụ án về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời điểm đó trên các trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài liên tiếp xuất hiện các đơn thư, tâm thư cho rằng Vũ đang tuyệt thực những ngày tha người, bị đe dọa về tính mạng và sức khỏe, đồng thời đưa ra các yêu cầu phi lý đối với Bộ Công an Việt Nam. Mặt khác, chính Cù Hy Hà Vũ đã viết nhiều đơn tố cáo cán bộ trại giam số 5 không thực hiện các yêu cầu hợp pháp và chính đáng của ông ta, đồng thời đã có hành vi xâm phạm đến thân thể và tính mạng của mình. Nhưng trên thực tế, khu vực giam giữ Cù Hy Hà Vũ giống như một căn hộ thu nhỏ gần 4 m², với tiện nghi như tivi, quạt điện, giá sách, bếp nấu, bồn vệ sinh, vân vân. Đồ ăn của Vũ do trại cấp và gia đình đưa vào toàn loại bổ dưỡng, giàu chất dinh dưỡng. Và qua những hình ảnh do ANTV ghi lại vào các ngày 14, 15, 16 tháng 3 năm 2013, người xem đã thấy rõ Vũ được chăm sóc rất tốt, khỏe mạnh hơn cả người bình thường. À, thì đó là một cái clip là của đài An Ninh TV đưa lên, là cái bọn phản động như Cù Hy Hà Vũ, bọn chúng nó là buông ra là tuyên truyền, là nó xuyên tạc bịa đặt, vu khống cho đảng nhà nước ta, là nó tuyệt thực. Anh chị nghĩ đi, thằng Trịnh Ba Bá Tư mà nó tuyệt thực 20 ngày thì làm sao nó sống được anh chị? Cái bọn phản động nó đi chung một cái bài với nhau là tuyệt thực.